Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Hiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không biến khắp các pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì kính mời cả nhà đến dùng về quán chay Bình An. Quán chay Bình An tọa lạc tại số 71 Nguyễn Văn Luân, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây, quán chay rất là dễ thương nha cả nhà. Quán rất là đông, quán rất là đắt. Đặc biệt ở đây có bánh giò, bánh chưng và tất cả các loại thực đơn. Không thiếu món nào nha cả nhà. Mở cửa từ 6 giờ sáng và đến 20 giờ tối, nhưng cả nhà cũng không nên đến quá tối. À, đến 19 giờ là được. Ăn gì rất là ngon. Gồm tầm bánh nướng, bánh tằm bì, bánh hỏi chả giò, bún xào, bún quế, bún riêu, bún thái, bún mắm, tất cả các loại bún, tất cả các loại hủ tiếu mì xào, xào giòn, xào mềm, nước lèo, mì bò kho, phở, đầy đủ hết tất cả các món, ai cũng có thể thưởng thức. Ăn rất đông, chen chúc khách hàng ở nhà, đảm bảo giờ an toàn vệ sinh thực phẩm. Quán này có khuôn viên rất là dễ đi cả nhà. Nếu cả nhà đi từ hướng Chợ Lớn, quận 5 thì chúng ta đi qua đường Hậu Giang cũng được, Nguyễn Văn Luân cũng được. Chúng ta đến cái cầu Phạm Văn Chí. Đây, chúng ta quán này nằm ở dưới chân cầu Phạm Văn Chí, quận 6, đường Nguyễn Văn Luân nha cả nhà. Tọa lạc tại quán số 71 Nguyễn Văn Luân, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và cái nếu như mà cả nhà đi từ hướng bến xe miền Tây thì mình đến ngay chỗ dòng xoay Phú Lâm quẹo vào thì là được rồi. Cái gì đó thôi. Dòng xoay Phú Lâm thì cứ chạy thẳng vào thì đụng cầu Phạm Văn Chí. Và quán nằm ở dưới trên cầu Phạm Văn Chí. Và chúng con không làm mất thời gian nhiều với khán giả yêu thương trên toàn thế giới. Nếu cả nhà muốn thưởng thức những món chay ngon tuyệt vời thì xin hãy đến quán chay Bình An, tọa lạc tại số 71 Nguyễn Văn Luân, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng con xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Còn đây là những cái phần quà phát từ thiện cho người nghèo và người già và trẻ em. Mỗi một phần là 5 kg gạo. A Di Đà Phật. Quán thì có tổ chức phát gạo vào tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Nếu có mạnh thường quân trong nhà người nước nào phát tâm thì cứ đến ủng hộ cho quán. Chúng con thành kính trên tất cả mọi người. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.